Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 16 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được, hiện nay ở Trung Quốc đang hứng chịu một trận mưa bão kinh hoàng, tàn phá tất cả mọi thứ. Theo CCTV cho biết, đây là cơn bão hiếm gặp tấn công vào Phúc Kiến trong năm nay. Và rạng sáng ngày 16 tháng 7, cơn bão số 6 trong năm nay của Trung Quốc, bão Nari, đã đổ bộ vào bờ biển huyện Trường Phủ, tỉnh Phúc Kiến với sức gió tối đa gần tâm bão giật cấp 13. Bão Nari đã gây ra thiệt hại không hề nhỏ với cơ sở vật chất và cuộc sống của người dân địa phương ở Long Hải, Triều Châu. Mái nhà và tường tôn của một nhà xưởng đã bị thổi bay khoảng 50 mét. Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo về thương vong tại nhà xưởng này. Ngoài ra, các rào chắn đường ở thành phố Dương Châu cũng đã bị đánh sập, thậm chí có lan can bị gió thổi mạnh đè lên. Cảnh sát giao thông đang trực chiến hất tung các xe cộ đang lưu thông ngoài đường, làm cho tất cả mọi thứ rối loạn. Do ảnh hưởng của bão Nari, nhiều công trình đã bị hư hại, số lượng lớn cây cối bị đổ, đè gãy cột điện giao thông, các tòa nhà cao tầng bị rung lắc mạnh, khiến cho người dân chạy tán loạn. Đường dây điện hư hỏng và hiện chưa được công bố con số thương vong về người và của. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết đây là cơn bão thứ 3 trong năm nay tấn công với tỉnh Phúc Kiến và cũng là cơn bão nguy hiểm nhất hiếm gặp. Bão khí tượng của Trung Quốc nhận định Nari là một cơn bão nóng tính từ khi được hình thành cho đến khi đổ bộ, chỉ mất chưa đầy một ngày. Sau khi bão đổ bộ, giới chức địa phương đã ngay lập tức ra tuyến đầu kiểm tra tình hình ứng phó. 6.840 cán bộ cơ sở vào vị trí liên tục trực chiến. Tổng cộng 32 triệu người ở khu vực bị đe dọa đến tính mạng vẫn chưa được di chuyển tới nơi an toàn. Bên cạnh đó, 22 thắng cảnh trên biển và ven biển, khu nghỉ dưỡng ven biển phải đóng cửa, 174 công trình duyên hải và dự án đang thi công phải dừng hoạt động. Sân bay Hạ Môn có 178 chuyến bay bị hủy và 48 chuyến bay bị lùi lịch. Tuy cơn bão Nari đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng vẫn gây mưa lớn. Chỉ trong vòng nửa ngày, mưa đã hình thành lũ quét mạnh ở các vùng cơn bão đi qua, khiến cho các cấp chức năng không kịp báo cho người dân để đề phòng và ngăn chặn các rủi ro xấu nhất có thể xảy ra. Sau khi bão đổ bộ miền Đông Trung Quốc vừa qua, những hình ảnh về một căn hộ chung cư bị xé toạc, toàn bộ phần ban công, cửa kính và các tường ở phía ngoài đã tiếp tục gây bão trên mạng xã hội của nước này. Theo Taiwan News, sự cố nói trên đã khiến ít nhất hàng chục người thiệt mạng, cụ thể là vào khoảng 3 giờ 30 phút, bão đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang và sau đó tiếp tục di chuyển về phía thành phố Ôn Châu, nơi được biết đến là thành phố của những gia đình, một thành phần nhà giàu mới nổi. Những trận mưa lớn do cơn bão này đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Hơn 830.000 hộ gia đình Ôn Châu đã bị mất điện và phải chịu thiệt hại nghiêm trọng. Taiwan News trích dẫn thông tin của đài truyền hình Cáp Nhị Tân với sức gió mạnh tới cấp 12. Bão đã vô tình làm lộ sau một dự án đậu phụ, cụm từ được sử dụng để tả những công trình chất lượng kém. Sử dụng vật liệu xây dựng không đạt chuẩn, tồn tại rất nhiều ở Trung Quốc. Những hình ảnh được cộng đồng mạng Viber chia sẻ đã cho thấy vách đường, cửa kính ở ngoài nhiều căn hộ thuộc tòa chung cư 18 tầng ở thành phố Cộng Hoàng, Hải Châu bị gió bão xé ngọt như dao cắt. Gió bão không chỉ cuốn bay cửa sổ lan can và tường bao ngoài căn hộ mà thậm chí còn thổi bay một chiếc máy giặt. Một số hình ảnh khác cho thấy phòng khách của người dân đã trở nên trần trụi sau khi bức tường bị gió bão xé toạc như xé bìa cắt tông. Được biết, vào đầu năm 2011, như một số người dân chuyển đến sống tại tòa chung cư này, họ đã phát hiện tòa nhà bị nghiêng hẳn sang một bên và đã phải cấp cứu di tản để chủ sở hữu tòa nhà tiến hành sửa chữa. Phản hồi về trường hợp của người phụ nữ 62 tuổi mất mạng do gió bão, bộ phận của các quan hệ công chúng của thành phố đã giải thích như sau. Sức gió trong trận bão lần này thật sự mạnh hơn rất nhiều so với những năm trước và có thể điều này đã gây ra thiệt hại cho các hộ chung cư. Trong khi đó, đề cập tới vấn đề chất lượng của các căn hộ chung cư, cơ quan trên cho biết người dân nên thảo luận với những phòng ban và ban có liên quan. Thưa quý vị, cũng theo nguồn tin có liên quan, vào ngày hôm qua, dư luận Trung Quốc lại tiếp tục một phen gây xôn xao sau khi thấy trăng máu xuất hiện trên bầu trời Thiểm Tây và đã dẫn đến một thảm họa kinh hoàng vào buổi sáng hôm sau. Ngày hôm qua, bầu trời Thiểm Tây đang trong trẻo, bỗng có nhiều tiếng nổ vang lên như sấm rền từ hướng Đông Bắc chuyển dần ở phía Tây Nam thủ phủ Tân An. Trời long đất lở, tối đen như mực, nhiều nhà cửa bị đổ sập.
Bức tượng cao gần 20 mét của Tập Cận Bình đang thi công sắp hoàn thành ở trung tâm thành phố Tân An đã bị phá hủy tan tành và đã có hàng chục ngàn người tử vong tại thảm họa kỳ bí, khó lý giải trên. Trong một tình trạng trần như nhộng, quần áo bị xé toang bay xa đến hàng chục km. Diễn biến của sự kiện đang làm chấn động dư luận này ra sao? Đây cũng là những nội dung chính mà chúng tôi muốn cung cấp cho quý vị trong chương trình thời sự hôm nay. Mời quý vị khán giả lắng nghe. Thưa quý vị, tối ngày 15 tháng 7, bầu trời Thiểm Tây, quê hương của Tập Cận Bình bỗng xuất hiện một hiện tượng rung rợn, đó là mặt trăng trở nên toàn màu đỏ. Hiện tượng trăng máu dị thường từ cổ chí kim rất hiếm gặp và được coi như là một điểm xấu, rủi ro và thường đi kèm với những sự kiện không may. Tai họa bất ngờ luôn khiến cho người dân và những nhà tâm linh chiêm tinh học cảm thấy e ngại, lo lắng, bất an và sự lo ngại của họ đã trở thành sự thật. Khi vào sáng ngày hôm 15 tháng 7, bầu trời lúc này đang trong trẻo, ánh sáng mặt trời vẫn tỏa sáng, đem lại sự sống cho muôn loài, thì bỗng có rất nhiều thứ nổ vang lên như tiếng sấm rền từ hướng đông bắc tiến dần tới tây nam của thủ phủ Tân An, khiến như trời long đất lở, tối đen như mực. Hàng vạn ngôi nhà đã bị thổi sạch. Chỉ trong tích tắc, những cột khói cuồn cuộn đen kịt tựa như nấm linh chi bốc lên tận trời cao. Từ phía đông sơn tây với chu vi chừng 13 dặm, hàng vạn nhà cửa, hơn 20.000 người đều biến thành tro bụi. Gạch đá, ngói vụn từ trên trời đổ xuống, những mảnh thi thể người không nguyên vẹn từ đầu và tai mũi đến chân tay. Cũng được ném tới tấp vương vãi, rơi từ trên xuống dưới bắn tứ tung. Trên phố, các mảng xác người chồng chất lên nhau, bốc mùi tanh hôi nồng nặc, người chết thê thảm. Gia súc cùng người dân sống trong khu vực đều chết sạch. Trong trung tâm thủ Tân An, hơn 500 thợ xây kỹ sư đang thi công bức tượng cao gần 20 mét của Tập Cận Bình, quê hương của ông ta. Từ trên những giản giáo cao ngất bị chấn động ngã xuống đất khiến tan xương nát thịt, cây cối, cột điện, đèn đường đều bị bật lên, các gốc rễ bay tít ra xa. Trên đường chính dẫn vào trung tâm thành phố, một con rồng và hai con sư tử đá được cho là nặng tới 2.500 kg cũng bị bốc bay ra ngoài. Nhiều nạn nhân chết trong tư thế bị đặt trên một cái hố ở Tân An. Một chiếc xe buýt chở hàng chục người đang lưu thông trên đường thì tai họa bất ngờ ập đến. Chiếc xe bị đánh tan tành, bẹp rúm như đống sắt vụn, nằm giữa đường nhưng hàng chục hành khách biến mất. Tại một cổng chợ, một quan chức cấp tỉnh đang nói chuyện với các tiểu thương. Khi tai họa xảy ra thì ông ta bỗng bị bay mất đầu, thân thể và chân tay đổ vật ra đất. Nhưng khoảng 12 tiểu thương thì lại bình an vô sự như không có chuyện gì xảy ra. Có người thì thấy bất cứ vật gì có để che được chỗ kín, những người may mắn sống sót với tâm trạng thất thần và nhìn nhau kiểu giờ khóc giờ cười, không có cách gì khác. Diễn biến của những thảm họa kỳ bí đang gây chấn động dư luận Trung Quốc và quốc tế ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Thưa quý vị, mưa bão kinh hoàng từ đêm qua tại thượng nguồn sông Trường Giang có ít nhất 127 người thiệt mạng tại Trùng Khánh, báo động vào sáng ngày 24 tháng 6. Hơn 200.000 người đã được sơ tán gấp và 1.021 ngôi nhà đã bị phá vỡ, cứ trôi trong đêm. Ngoài ra, 3 vụ lở đất ở thị trấn Đôn Hảo tại vùng núi của Trùng Khánh tuần này đã khiến 17 người chết. Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố cho biết, các thi thể được tìm thấy vào sáng ngày 16 tháng 7 sau khi 200 người được điều động tìm kiếm và cứu hộ. Hiện lượng mưa ở thị trấn Đôn Hảo là 303mm. Lưu lượng nước đổ về Hàn Chiến ở đập Tam Hiệp đạt 61.000 m3 trên giây, trong khi lưu lượng xả ra là 33.000 m3 trên giây với 45%. Nước lũ bị chững lại trong hồ chứa nước. Nhân viên sử dụng đèn hơi để chạy xuống, 1.900 người bị mắc kẹt trong các tòa nhà. Hơn 13.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ảnh hưởng tới 20.731 địa phương cấp tỉnh. Trung Quốc đã chi gần 860 triệu nhân dân tệ để khắc phục thiệt hại cho tỉnh Giang Tây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.